Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 40. Khai mở trí huệ. Thôn lân cận có một chú học trò họ Đường 14 tuổi, thân nhiều bệnh tật, đầu óc cũng không được sáng suốt, học bài hoài mà không thuộc. Cha mẹ em và thầy giáo cũng đều chịu thua. Em nghe bà con trong thôn xóm tán thán hòa thượng trí huệ siêu phàm nên sinh tâm kính mộ. Có một hôm, em rủ bạn học tất cả 16 đứa hẹn nhau đến gặp hòa thượng, cầu xin quy y Tam Bảo, bái hòa thượng làm thầy và khẩn cầu hòa thượng từ bi khai mở trí huệ cho các em học bài mau thuộc. Hòa thượng từ bi truyền dạy pháp học thuộc bài. Ba tới, tới mắt, tới miệng, tới tâm, và ba trên, trên đường, trên cầu, trên gối. Bọn học trò nghe lời dạy hết lòng lãnh hội. Sau khi trở về, quả nhiên chúng đều khai mở trí huệ. Cha mẹ cùng thầy giáo đều khó tin về sự tiến bộ của bọn chúng. Từ đó bọn học trò cầu xin quy y hòa thượng ngày càng thêm nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.